Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì trong thế kỷ của thông tin số, các sinh viên và du học sinh thì không phải quá tốn nhiều thời gian cho việc tìm những tài liệu sách báo về các trường đại học hay là cao đẳng nữa. Chỉ cần với một cú lướt chuột thì các bạn đã có hầu hết các thông tin mà các bạn đang tìm. Và không những thế thì những tài liệu trực tuyến này sẽ còn giúp bạn có thể so sánh và sàng lọc những thông tin đánh giá về các trường như là thông tin tổng quan, ưu điểm cũng như là nhược điểm của những trường hay là những ngành học tốt nhất tại đây. Tuy nhiên thì điều này lại khiến bạn quá là băn khoăn, không biết là nên đi theo hướng nào là tốt nhất, bởi đây cũng là một bài toán khá là đau đầu. Và một khi đã quyết định đi du học thì sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn trải ra trước mắt các bạn. Và đây chắc chắn là một lợi thế không nhỏ, nhưng đồng thời cũng mang đến một bài toán khó trong việc chọn ngành với khả năng và nhu cầu của mỗi người. Và chọn ngành là bài toán cân bằng giữa cái sở thích, khả năng của chính bạn. Chọn những ngành học mà thị trường đang và luôn cần phần nào để giúp bạn có thêm thuận lợi trong sự nghiệp sau này, tăng cái khả năng tìm việc và lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên thì nếu chỉ dựa vào nhu cầu thị trường mà không cân nhắc đến cái khả năng và sở thích của cá nhân thì rủi ro cũng rất là cao, bởi vì đã có rất là nhiều bạn trẻ chọn ngành theo ý muốn của bố mẹ và cố gắng theo học nhưng kết quả thì không như mong muốn, và các bạn lại có phần cảm thấy hụt hẫng vì không được theo đuổi cái ước mơ của mình. Và chọn lựa sai thì có thể sẽ dẫn đến cái kết quả học tập không như mong muốn, hay là có tốt nghiệp thì cũng không tìm được niềm vui trong cái công việc. Và sau khi chọn ngành thì bước tiếp theo sẽ là chọn trường. Thì chọn trường phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như là phù hợp với khả năng học và khả năng tài chính, địa điểm và quy mô của nhà trường. Chọn trường thì phù hợp với khả năng học sẽ mang đến cái khả năng được chấp thuận cao hơn. Các bạn hãy biết liệu cơm gắp mắm, vì có rất là nhiều trường có chất lượng giảng dạy tốt. Đừng chỉ chăm chăm nộp đơn vào những trường top đầu, vì khả năng không được bất kỳ trường nào nhận thì hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ hai đó chính là về yếu tố tài chính, nó cũng vô cùng là quan trọng. Vì du học là một hành trình kéo dài nhiều năm, chọn trường phù hợp với cái khả năng tài chính sẽ tránh cái trường hợp phải dừng việc học một cách đáng tiếc. Ngoài ra thì hai yếu tố địa điểm và quy mô của trường các bạn cũng nên cân nhắc. Các bạn hãy chọn học theo những thành phố mà bạn yêu thích, muốn tìm hiểu văn hóa cũng như sẽ có khí hậu ôn hòa vì không quá khắc nghiệt. Và một trường có quy mô lớn thì cái sĩ số sinh viên cũng đông, lớp học cũng sẽ lớn hơn, đời sống học đường thì cũng vì thế mà sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên thì một trường học nhỏ cũng có những thuận lợi khi bạn có nhiều cơ hội để chơi thân với các bạn học và tiếp xúc với nhiều giáo viên. Và được vào học tại một ngôi trường mà mình mơ ước là điều mà ai cũng muốn. Tuy nhiên cũng nên có suy nghĩ thực tế, các bạn cần phải biết người biết ta. Trong những trường hợp giấc mơ không thành thì các bạn cũng nên cân nhắc xem có nên dành thời gian là 6 tháng hay là 1 năm để chuẩn bị cho cái kỳ nhập học tiếp theo hay không. Và công ty tư vấn du học Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh có cái hướng đi đúng đắn hơn trong tương lai của mình. Vì vậy các bạn hãy trực tiếp lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra cần thêm thông tin gì các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ của môi giới học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với bạn Mỹ Trinh. Mỹ Trinh vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Mỹ Trinh để tìm hiểu xem là lý do tại sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ đi du học, cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của bạn thì như thế nào nhé. Chị chào Mỹ Trinh. Em chào chị Sa. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của em. Dạ em tên Trinh, hiện nay thì đang làm tiếp tân ở công ty Capitaland Medco và quận Nhất. Em năm nay 26 tuổi, đến từ Đồng Nai. Em thích shopping, nghe nhạc. Lý do là sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ đi du học em? Em chọn Mỹ đi du học bởi vì em làm ở công ty Capitaland cũng được 7 tháng rồi, thì em nhận thấy là ở trong công ty có rất là nhiều cái cơ hội. Nhưng mà công ty của em là công ty quốc tế cho nên là thường yêu cầu trình độ cao. Và em thích làm ở cái bộ phận marketing, thì thông thường em thấy các bạn ở trong team là toàn du học từ nước ngoài về thôi. Và làm, nói chung là nhìn rất là professional, thế là trong đầu mình muốn có ý định đó, mình làm tiếp tân suốt đời làm sao, mình về nhà mình bàn với gia đình mình là mình muốn có ý định đi du học để sau này về làm cũng có một cái công việc tốt như vậy. Trong công ty em thì em chọn Mỹ bởi vì Mỹ là một cái cường quốc về nói chung kinh tế, giáo dục, mọi thứ đều rất là tốt, bằng cấp thì lại được công nhận trên toàn thế giới luôn, nó mạnh hơn tất cả các quốc gia khác, cho nên là em đã chọn Mỹ đi du học. Với tấm bằng của Mỹ mà về Việt Nam thì tìm kiếm một cơ hội việc làm cũng rất là dễ dàng. Ở Mỹ thì làm nhân viên nhưng mà Việt Nam có thể làm boss. Mục tiêu của em là sau khi học xong em sẽ về tiếp tục làm việc cho công ty của em. Apply cho cái bộ phận mà em đã nhắm trước. Sẽ đó mục tiêu đúng rồi. Thì ở Việt Nam mình đã hoàn thành xong chương trình gì rồi Mỹ Trinh? Dạ em học cao đẳng để chuyên ngành quản trị kinh doanh luôn. Vậy thì qua Mỹ mình sẽ học chuyên ngành gì? Em
em cũng tiếp tục học quản trị kinh doanh trường Moraine Valley Community College. Trường Moraine Valley là một trong hai trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tiểu bang Illinois, thì với gần 50 năm kinh nghiệm giảng dạy, trường được tổ chức The Higher Learning Commission công nhận và cũng là thành viên của League for Innovation in the Community College. Thì trang thiết bị vật chất trong trường rất là hiện đại, sĩ số lớp thì nhỏ, chỉ khoảng 18 sinh viên thôi, cho nên là rất là dễ dàng để mà mình có thể học tập và giảng viên có thể tận tình với sinh viên hơn. Và trong trường em thì có rất là nhiều chuyên ngành, phải hơn 90 chuyên ngành. Thì trong đó quản trị kinh doanh là một trong những ngành nổi bật của trường. Và điều quan trọng hơn là sau khi 2 năm học ở trường mình lấy Associate Degree á, thì nó rất là dễ dàng cho em chuyển tiếp lên cái University of Illinois at Chicago. Thì cái trường University of Illinois at Chicago nó là trong top 200 trường đại học nổi tiếng thế giới. Thì với cái bằng cấp này thì nó làm cho em rất là háo hức để mà ok, trường này 2 năm, trường kia 2 năm rất là dễ dàng thôi, 4 năm. University of Illinois at Chicago là cái mục tiêu cuối cùng của em. Từ Moraine Valley sẽ chuyển lên nó rất dễ dàng và nó lại gần nhau nữa. Thì qua đó mình sẽ ở đâu Trinh ha? Vì sau khi mà có kết quả rồi em sẽ về nhà plan lại, book vé máy bay và book homestay luôn, book từ qua trường của em á. Nếu như mà cần hỗ trợ thì em có thể liên hệ với chị Thảo thì dạ, sẽ hỗ trợ em trong vấn đề này. Dạ. Em cảm thấy nó có một cái gì đó nó thực sự là nó có gì gọi là chắc chắn hay an toàn gì đó. Bởi vì thú thật mà nói là trước khi đến Tân Đại Dương thì em cũng có hỏi rất là nhiều công ty rồi, và những cái công ty đó mời chào em rất là hấp dẫn, nhưng mà khi em đến công ty mình liên hệ á thì chị Thanh em nói là cho em suy nghĩ thành ok, tức là không có phải là những chỗ khác chỉ là nói suông, mình thấy chỗ nào khác ok mình chọn. Làm việc rất là nghiêm chỉnh rồi mình cần thì mình đến, bắt đầu là em mới thấy có gì đó mình cảm thấy chỗ này được ok, bắt đầu mình nhẹ em lên ký hợp đồng, rồi từ từ chị Thảo ký hợp đồng, chọn trường, chọn ngành, xong bắt đầu là quá trình học phỏng vấn với anh Khôi. Thì trong quá trình học phỏng vấn thấy anh Khôi rất là chuyên nghiệp, hướng dẫn tụi em tận tình nữa, thì em thấy nó rất là an tâm luôn. Bởi vì bình thường là em cũng rất là tự tin với tiếng Anh của em rồi, thì anh Khôi dạy phỏng vấn thì từ những cái tiếng Việt anh Khôi bắt nhất định là phải trả lời tiếng Việt, từ cái nhỏ nhất em phải trả lời được rồi em mới chuyển sang tiếng Anh, ok em cũng nghe lời luôn. Chứ em không có lúc đó thì em suy nghĩ ủa sao mình biết mình không được nói, thôi anh Khôi nói mình cứ nghe nè, nghe mà đúng. Thế là anh Khôi cứ từ từ hướng dẫn, xong bắt đầu em hoàn thành hết thì bắt đầu em mới chuyển sang cho chị Thảo kiểm tra lại một lần, sau đó là chị Thảo báo em tự dịch. Em mới suy nghĩ sao mình phải tự dịch ta, anh Khôi không dịch cho mình. Thì chị Thảo mới nói là bây giờ em tự dịch thì em sẽ nhớ nhiều hơn, là việc anh Khôi dịch cho em, anh Khôi dịch cũng được thôi, nhưng mà em tự dịch em sẽ nhớ, và khi em dịch xong đưa anh Khôi sửa nó sẽ nhớ hơn. Ok em cũng nghe lời mà không nhận nhớ thiệt. Thế là bắt đầu em mới tự dịch xong, bắt đầu lên mấy chị mới test bài, rồi trước khi đi phỏng vấn có học một buổi tâm lý với anh Bảo Anh, làm yên tâm cực kỳ luôn. Em về nhà em nói con chắc chắn đậu rồi, không thể rớt được, coi như là con biết. Thì em rất là tâm đắc cái câu của anh Bảo Anh nói là em chỉ cần biết lãnh sự quán nó thích gì và em làm những cái nó thích, chắc chắn em sẽ đậu. Và em biết là lãnh sự quán nó luôn thích những người tự tin, và em cố gắng em tự tin, em không run từ ngoài là ok em vô đó không run, coi như là đậu luôn chứ không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà vô đó em cũng không có nhìn những người rớt đi ra, nhìn mình sẽ bị hoang mang, mình chỉ cứ đứng mình nhìn, mình nói chung cảm giác như là mình chỉ đi giống như đi chơi vậy á, mình không cần đi Mỹ đâu, có tiền, tôi có tiền tôi đi học mà, sao phải run sao phải sợ. Em vô đó trả lời rất là thoải mái, là mình đọc thôi. Cảm ơn. Dạ đúng rồi, em thấy trong một cái chuỗi làm hồ sơ thì thấy rất là logic với nhau, yên tâm chắc chắn, và thời gian nó cũng nhanh nữa. Đúng rồi, hồ sơ mình đã chuẩn bị kỹ rồi. Dạ. Tâm lý của mình cũng vững vàng. Dạ. Rồi mình tự tin, mình dạ, tự tin đúng không? Em có bạn đã đi làm hồ sơ ở đây và bạn đầu bạn đi rồi, bạn giới thiệu cho em, và sau đó là em trước khi em đến với mình em cũng tìm hiểu luôn rồi, em đến cuối cùng là vẫn chọn ở đây. Mới có sự so sánh. Dạ đúng rồi. Thì tâm lý mà. Bây giờ em đã có visa rồi. Dạ. Thì Trinh có lời khuyên nào dành cho những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Dạ, thì em thấy thông thường các bạn trước khi đi phỏng vấn thì tâm lý luôn lo sợ là không biết người ta sẽ hỏi gì. Nhưng mà các bạn nên tham dự cái buổi học tâm lý với anh Bảo Anh cuối cùng trước khi đi, mình đừng có bỏ. Vì cái buổi đó rất là quan trọng, và mình có thể nghĩ là ảnh chỉ nói này nói kia thôi, nhưng mà thực sự nếu mình không đi mình sẽ không biết được mình cần gì trong ngày đó, và mình không biết là mình nên làm gì trong cái ngày phỏng vấn đó. Và em đã đi tham dự và em về nhà là em sẽ đúc kết lại được những cái gì mình cần phải thể hiện trong ngày hôm đó. Thì em thấy là mình chỉ cần tự tin mà thôi,
mình đi vô trong đó ngay từ đầu mình đừng có hồi hộp, là mình sẽ không hồi hộp về sau, còn mình cứ hồi hộp ngay từ đầu là mình run. Rồi khi mình bước vô mình cứ tươi cười, người ta cứ tươi cười thôi, người ta tươi cười mình tươi cười, kể cả người ta có chào em thì mình cũng cứ good morning sir thôi, chứ mình chào anh lại thì nó kỳ quá. Và người ta hỏi mình theo tiếng Việt thì em thấy nó không có, người ta không có thích đâu, người ta chỉ hỏi giống như hai bạn trước em vậy. Một bạn thì trả lời rất là trơn tru nhưng mà vừa đứng vừa một bên không có ngay ngắn á, vừa nhún lên nhún xuống không nghiêm túc, và trả lời theo kiểu mà học bài á, tức là học thuộc lòng thì người ta nghe người ta sẽ biết và cũng không có đậu. Còn một bạn nữa thì ảnh có hỏi tiếng Anh thì khi mình nghe không rõ mình có thể hỏi lại cái ý của người ta là người ta đang hỏi vậy có đúng hay không, nhưng mà bạn này thì em không có thể hỏi lại và bạn cứ nháy cái tai vô cái kiến và bạn không hỏi lại gì hết. Và người ta lặp lại lần hai, bạn vẫn không nghe, người ta lặp lại lần ba thì bạn đã nói là I don't understand. Thì đánh sự quán hỏi một câu nữa và cho rớt luôn. Thì em thấy là mình cứ bình tĩnh thôi, nếu người ta hỏi mình nghe không được, mình cứ hỏi là có phải anh đang hỏi như vậy không? Người ta ok thì bắt đầu mình trả lời. Nếu như mình chưa hiểu mình trả lời luôn, nó sai ý là người ta cho luôn, người ta cho rớt luôn chứ không có hỏi tiếp câu thứ hai. Em đứng chú em thấy hai người như vậy. Thứ nhất là không học thuộc lòng. Thứ hai là không hiểu, hỏi lại để trả lời cho đúng. Thứ ba nữa là không được run, thiệt sự luôn á. Phải cười tươi lên, phải chứng tỏ là em đi học đó nha, em không có đi đâu đâu. Ý là vậy đó, nhà em có tiền, em muốn đi học, em có mục đích đàng hoàng nên chắc chắn là anh phải cho em visa thôi. Không thể rớt được. Em đứng mà, nói chung là trong quá trình xếp hàng mình đừng nhìn những người rớt đi ra. Đừng nhìn, không nhìn gì hết. Mình cũng không cần nhìn vô trong lãnh sự quán là đang hỏi những người kia cái gì để xem, đoán xem người ta sẽ hỏi mình gì. Mình càng nhìn mình sẽ càng hoang mang, mình cứ lơ đi coi như mình trong cái chỗ đó chỉ có một mình thôi. Đến phòng của mình là một mình thôi, những người khác kệ. Chứ mình nhìn người này người kia mình hay bị chi phối lắm, mình bị chi phối là dễ sao nhãn cái đầu óc. Coi như là anh bảo anh nói cái não chấm bắp luôn, coi như là xong. Chị em học với bảo anh hôm trước, nhưng mà hôm nay những cái mà bảo anh truyền đạt cho em thì vẫn còn nguyên trong em. Dạ. Tức là nó rất là bổ ích luôn. Chị thấy em rất là tự tin luôn. Dạ. Nụ cười của em cũng rất là tươi nữa. Cảm ơn chị. Thì chị thấy là cái niềm vui của em như là vẫn còn được đang lan tỏa đúng không? Dạ đúng rồi. Một lần nữa thì chị cảm ơn Mỹ Trinh ha. Và vừa rồi thì các bạn đã vừa lắng nghe Mỹ Trinh chia sẻ về quá trình phỏng vấn xin visa cũng như là cái quá trình làm hồ sơ của Mỹ Trinh như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.